kênh Thuốc Nam Thuốc Bắc xin chào các bạn. Đừng quên bấm đăng ký và chia sẻ cho bạn bè. Mẹo chọn nhanh mua hoa quả tươi ngon. Nên mua quả theo mùa, chọn trái có da mượt, nặng tay. Với mỗi loại quả bạn cần chú ý những đặc điểm sau. Một, táo nên chọn táo vào đúng mùa, tránh những quả mềm hay bị dập. Da quả táo phải mịn và căng. Một số quả táo ngon có thể có da dày và có những chấm nhạt. Hãy ngửi mùi thơm để đánh giá độ tươi ngon của táo. 2. Chuối. Chuối ngày nay có quanh năm. Không chỉ những quả chuối da căng mịn không có đốm mới thơm ngon, cả quả có vỏ nâu và có đốm lấm chấm cũng là dấu hiệu chín ngon. 3. Xoài là vua của các loại quả mùa hè. Chỉ cần nhìn vỏ là đánh giá được độ tươi ngon của nó. Nếu da nhăn nghĩa là xoài bị chín quá, da căng mượt là xoài ngon và tươi. Một số quả xoài cũng có đốm nhạt, tuy nhiên nếu không bị nhũn, dập và có mùi thơm thì có nghĩa là xoài ngon. 4. Nho. Nho là loại quả chứa nhiều chất chống oxy hóa và rất có lợi cho cơ thể. Nho tốt nhất từ tháng 10 đến tháng 4. Chùm nho chín đều và có màu xanh vàng nghĩa là nho tươi và có phẩm chất tốt. Nho đen có màu tím sậm. Bạn cũng nên kiểm tra cả cuống và cành nho để đảm bảo độ tươi ngon. Để mua nho thì tốt hơn hết là nên ăn thử trước khi mua. 5. Dưa hấu. Mùa hè là mùa của dưa hấu. Quả càng to nặng thì càng ngon. Bạn có thể vỗ nhẹ vào thân quả để đánh giá được độ mọng của quả. Tiếng vỗ cần trầm, không bộp bộp. Để ý cả độ chắc và quả dưa không bị dập. 6. Cam là một trong những loại quả khó chọn nhất. Bởi ngay cả những quả cam da nhăn cũng có thể cho nhiều nước. Da căng sáng và mịn thể hiện độ tươi nhưng quan trọng nhất là quả cam phải nặng tay. Một lần nữa hãy dùng mũi để đánh giá độ tươi. Tránh những quả có khoảng hoặc đốm màu nâu sậm để tránh cam hỏng. 7. Dứa. Ngửi đầu quả dứa, phần xa lá, nếu có mùi thơm đặc trưng của dứa thì là dứa chín ngon. Quả dứa có thể có màu vàng xanh. Một yếu tố cần chú ý khác là quả dứa nặng tay sẽ mọng nước. 8. Đu đủ chứa nhiều vitamin A. Chỉ cần sờ là bạn có thể đánh giá độ tươi ngon của trái. Da quả không bị dập và không có các đốm trắng ở những chỗ bị nhăn. Quả đu đủ chín mọng bao giờ cũng nặng tay. Nếu thấy hay hãy bấm đăng ký và chia sẻ cho bạn bè.